Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 10 tháng 5 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Vĩnh Phúc 38 ca nghi ngờ mắc Covid-19, thị trấn Yên Lạc cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 9 tháng 5. Và theo thông tin từ báo sức khỏe đời sống.vn, tính đến 14 giờ ngày 9 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 38 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19. Nhằm ngăn chặn phòng ngừa lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc đã ban hành quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn bộ thị trấn Yên Lạc trong 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 5 và 0 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2021. Tính đến 14 giờ ngày 9 tháng 5, trên địa bàn tỉnh có 33 trường hợp dương tính với COVID-19, có 45.129 trường hợp được theo dõi và giám sát, tổng số mẫu xét nghiệm là 20.745 với 33 mẫu dương tính và 38 mẫu nghi ngờ và 20.482 mẫu âm tính và 192 mẫu đang chờ kết quả. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Vĩnh Phúc đã khẩn trương điều tra và rà soát cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp F1, 2 có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 người Trung Quốc và các trường hợp có liên quan mắc mới khác. Đồng thời khoanh vùng dịch tễ tất cả các địa điểm đi đến qua ở các trường hợp mắc COVID-19, thông báo thông tin cụ thể tất cả địa điểm của các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn đến các tỉnh, thành phố và tại Vĩnh Phúc để truy vết, cách ly, xét nghiệm, sàng lọc những trường hợp có tiếp xúc. Đối với các trường hợp nghi ngờ, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm nghi ngờ mắc COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh báo cáo ngay với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan, chuyển trường hợp nghi ngờ đến Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc, mẫu bệnh phẩm xét nghiệm chuyển Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để khẳng định, phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, phố, thực hiện điều tra, truy vết và lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Các đơn vị y tế tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và Sở Y tế liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Vĩnh Phúc nhằm ngăn chặn phòng ngừa lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc đã ban hành quy định thực hiện cách ly xã hội toàn bộ thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 5 đến 0 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2021. Quyết định cách ly xã hội được ban hành sau khi trên địa bàn thị trấn ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19 là nam thanh niên NTH sinh năm 1991, trú tại khu 4, Đoài, do liên quan đến ổ dịch tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Hoa Sen, thành phố Vĩnh Yên và nhiều trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Người dân trên địa bàn thị trấn đã yêu cầu ở trong nhà, chỉ ra ngoài trong những trường hợp thật là cần thiết, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài cơ sở và trường học, nơi công cộng, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khu vực cách ly theo quy định. Và theo ghi nhận của phóng viên báo Vĩnh Phúc Điện tử, tại các tuyến đường ra vào thị trấn, hàng rào sắt di động được dựng và lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm người ra vào. Người dân thị trấn từ nơi khác trở về được tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu không ra khỏi khu vực cách ly. Người và phương tiện không thuộc trường hợp được vào khu cách ly theo quy định được hướng dẫn di chuyển hướng khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Lạc Dương Đức Quyền cho biết, địa bàn thị trấn có dân cư khá đông và hơn 16.000 dân tiếp giáp với nhiều địa phương khác nhau, thực hiện cách ly xã hội toàn thị trấn theo quy định của huyện. Ngoài 4 chốt kiểm soát tại các tuyến đường chính do huyện triển khai, thị trấn bố trí 14 chốt kiểm soát tại các khu vực trong thị trấn, bố trí mỗi chốt 3 người ứng trực 24/24 để kiểm soát việc cách ly tổ dân phố với tổ dân phố và kiểm soát người ra vào thị trấn theo quy định. Và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Yên Lạc cơ bản đã được đảm bảo và các loại hàng hóa nhu cầu phẩm thiết yếu dồi dào, chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá. Tâm lý của người dân ổn định, tin tưởng vào các biện pháp phòng chống của các cấp chính quyền đã và đang triển khai. Và đó là thông tin ngày 10 tháng 5 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bố thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment.